Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng với đoàn công tác của Quốc hội đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1. Cùng đi có Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và các cơ quan văn phòng Quốc hội. Tại kỳ họp thứ 3 khóa 15, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 tại nghị quyết số 59/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022. Mục tiêu là đến năm 2026 sẽ hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ với đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, cảng hàng không quốc tế Long Thành, kết nối các trung tâm kinh tế cảng biển, phát huy tối đa tiềm năng của cảng biển Cái Mép, Thị Vải, đáp ứng nhu cầu vận tải, tạo dư địa, động lực, không gian phát triển vùng Đông Nam Bộ. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công, giao Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm cơ quan chủ quản. Tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026. Cụ thể, dự án thành phần 1 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản, dự án thành phần 2 do Bộ Giao thông Vận tải làm cơ quan chủ quản và dự án thành phần 3 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm cơ quan chủ quản. Theo báo cáo, dự án thành phần 3, nơi Chủ tịch Quốc hội trực tiếp kiểm tra, đã khởi công xây dựng từ tháng 6 năm 2023 và đang triển khai 11 mũi thi công. Đến nay đã đạt khoảng 10% khối lượng công trình và dự kiến hoàn thành vượt tiến độ. Nói chuyện tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và biểu dương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các bộ ngành đã vào cuộc thực hiện thi công theo nghị quyết 59 của Quốc hội, khẳng định đây là quyết định rất đúng đắn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Nhấn mạnh mục tiêu ý nghĩa của dự án, bên cạnh những kết quả tốt của dự án 3 do tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đảm nhiệm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Đồng Nai và Bộ Giao thông Vận tải cũng cần thi đua, tập trung cao nhất để thực hiện đồng bộ các dự án số 1 và số 2 trong toàn tuyến. Đồng thời nhấn mạnh, nếu có những khó khăn vướng mắc gì, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ sẽ tiếp tục bàn bạc, thống nhất có giải pháp để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Tại cuộc làm việc, Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, chi phí giải phóng mặt bằng tăng dẫn đến tổng mức đầu tư dự án tăng khoảng 3.665 tỷ đồng so với sơ bộ tổng mức đầu tư được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 59. Đề nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm, thường xuyên giám sát tình hình thực hiện dự án, chỉ đạo các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đảm bảo tiến độ yêu cầu, quan tâm, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, kiểm soát chặt chẽ giá các mặt hàng, dịch vụ, giá vật liệu xây dựng. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới thăm dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam FDI của Thái Lan có tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đô la Mỹ, được khởi công xây dựng vào tháng 2 năm 2018 tại khu công nghiệp dầu khí Long Sơn. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã, đang và sẽ đồng hành, ban hành các chính sách phù hợp, xây dựng khung pháp lý minh bạch, công bằng, toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp Thái Lan nói riêng, kinh doanh thuận lợi, thành công tại Việt Nam. Việt Nam luôn luôn coi thành công của các nhà đầu tư là thành công của chính mình.